Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Phụ nữ khôn ngoan thuộc nằm lòng bốn điều đại kỵ, không dạy gì vượt rào để chuốc họa vào thân. Phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng, muốn giữ đàn ông bên cạnh dài lâu, phải biết xác định giới hạn của anh ấy là gì và không bao giờ mạo hiểm vượt qua giới hạn đó. Trong mối quan hệ với đàn ông, đòi hỏi nhiều phụ nữ phải khôn ngoan, tinh tế. Một người đàn ông dù dễ tính đến đâu thì cũng có những điều không muốn ai đụng chạm đến. Muốn người đàn ông bên cạnh dài lâu, bạn phải biết giữ khoảng cách, xác định giới hạn của anh ấy là gì. Người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ mạo hiểm vượt qua giới hạn đó. 1. Thể diện của đàn ông. Có thể phụ nữ biết nhưng lại không chú ý đến một điều, đó là đàn ông rất coi trọng thể diện. Chìa khóa để duy trì một cuộc hôn nhân đó chính là người vợ biết tôn trọng, giữ thể diện cho chồng. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều phụ nữ mắc sai lầm nghiêm trọng, đó là coi thường thể diện của chồng. Họ nghĩ rằng là chồng thì phải nói thẳng nói thật, họ nói bất kỳ điều gì bản thân nhận thấy, hết chê bai chồng lười biếng, lương thấp, lại kể chuyện chồng người ta. Những lời nói không có ý tứ, vô tình lại khiến người đàn ông cảm thấy bị tổn thương. Khi người vợ vô tư nói về những điểm yếu của chồng trước mặt nhiều người khác, đàn ông sẽ cảm thấy mất thể diện. Khi vợ so sánh mình với người đàn ông khác, họ sẽ cảm thấy bị vợ xem thường. Đàn ông càng có tự trọng cao, càng không thể chấp nhận thể diện của mình bị vợ xem nhẹ. Lâu dần, tình cảm vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng và có nguy cơ rạn nứt. Phụ nữ khôn ngoan là người vợ biết giữ thể diện cho chồng. Họ biết rõ con người ai cũng cần được tôn trọng. Họ cũng hiểu không ai là hoàn hảo, ai cũng có ưu khuyết điểm. Họ tập trung tán dương những ưu điểm của chồng. Với những khuyết điểm, họ sẽ góp ý nhẹ nhàng, không chỉ trích chồng ở nơi có đông người, mà chỉ nói khi có hai vợ chồng ngồi với nhau. Tôn trọng và giữ thể diện cho chồng thì chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng đáp lại. 2. Gia đình chồng. Khi bước vào hôn nhân, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, thích nghi với gia đình chồng, người phụ nữ không tránh được những bỡ ngỡ. Người chồng chính là cầu nối giúp gắn kết mối quan hệ giữa vợ với bố mẹ, anh chị em mình. Trong trường hợp vợ chưa thể thích ứng được với gia đình chồng, người đàn ông sẵn sàng thông cảm. Họ thậm chí sẽ đứng ra để giúp vợ hiểu hơn về người thân của mình, để hai bên hòa hợp hơn. Nhưng họ không thể chấp nhận việc vợ nói xấu, mỉa mai, đặt điều về nhà chồng. Vì dù sao, đó cũng là gia đình, là người thân, là một trong những yếu điểm của đàn ông. Phụ nữ khôn ngoan sẽ không đụng đến giới hạn cuối cùng về tình cảm gia đình của chồng. Hơn nữa, dù người thân của chồng có làm gì quá đáng, thì cách vợ cư xử mới quan trọng nhất. Họ hiểu chuyện lễ phép thì chồng không bao giờ để vợ thiệt thòi. Khi có mâu thuẫn với nhà chồng, nhiều phụ nữ bắt chồng phải khó xử khi yêu cầu lựa chọn đứng về phía vợ hay cha mẹ. Thay vì buộc chồng phải đứng hoàn toàn về phía mình, vợ nên tìm cách giải quyết căng thẳng, dung hòa và chấp nhận. Vì nếu cứ gay gắt với nhà chồng, thì chồng sẽ càng rời xa vợ dễ dàng hơn. 3. Người cũ. Nhiều chị em có thói quen nhắc lại người yêu cũ của chồng với những lời lẽ không hề tôn trọng chồng. Dù ngụy biện đây là biểu hiện của tình yêu với chồng, thật lòng thì cũng không nên làm chút nào. Có người thì vô tình hay cố ý so sánh chồng hiện tại của mình với người yêu cũ. Cuộc sống hôn nhân của hai người đang hạnh phúc, sao cứ phải nhắc đến người cũ? Chính những gì trong quá khứ đó bị nhắc lại nhiều lần sẽ phá hủy cuộc sống hôn nhân hiện tại. Đàn ông không thích bị vợ nhắc lại về người cũ với thái độ công kích. Bạn nên hiểu rằng, khi người đàn ông chọn kết hôn với bạn, thì đây là sự lựa chọn cuối cùng của anh ấy. Những người đã đi qua trong cuộc đời, hết duyên rời xa, đâu có phải người đồng hành cùng anh ấy ở hiện tại.
Người chồng có thể bỏ qua quá khứ của vợ, giải thích cho vợ về người cũ của mình, nhưng không thể chấp nhận chuyện có người cũ xuất hiện trong hôn nhân. Họ càng không thể tha thứ nếu vợ cũ chủ động liên lạc với người cũ. Tình yêu của đàn ông dù có lớn thế nào thì vẫn có giới hạn. Nếu vợ để người cũ của một trong hai xuất hiện, với những vấn đề liên quan đến quá khứ, phụ nữ nên tinh tế dọn dẹp hoặc thẳng thắn giải quyết cùng chồng. 4. Bạn bè của chồng. Giàu vì bạn, sang vì vợ. Người đàn ông sẽ có nhiều mối quan hệ bạn bè, công việc trong cuộc sống. Đôi khi vì thế mà thời gian của chồng dành cho vợ sẽ bị phân chia, khiến phụ nữ dễ so sánh mà nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Có những phụ nữ muốn kiểm soát toàn bộ thời gian và những mối quan hệ của chồng. Họ muốn chồng chỉ quanh quẩn quan tâm đến vợ. Họ chê trách chồng khi ra ngoài kia và dành thời gian cho bạn bè. Việc kiểm soát chồng quá mức sẽ chỉ khiến người đàn ông chán nản. Họ không muốn là đứa trẻ trong mắt người khác. Họ muốn chứng minh bản thân với các mối quan hệ của mình. Và nếu bị ràng buộc, điều khiển, thì người đàn ông thà cố thoát ra chứ không để mất sĩ diện. Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết giữ gìn, tôn trọng bạn bè, đối tác của chồng. Ngay cả khi không thích một người bạn hay đồng nghiệp nào đó của chồng, cũng đừng thể hiện thái độ tiêu cực. Trân trọng những mối quan hệ của chồng cũng là cách thể hiện lòng tin với anh ấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!